Đà Nẵng là địa phương có số lượng lớn người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 năm 2021. Việc thực thi các chính sách hỗ trợ của chính phủ, nhà nước một cách hiệu quả để thực hiện sự giảm bớt khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh vẫn kéo dài như hiện nay. Doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Theo Hiệp hội Du lịch, thành phố hiện có khoảng hơn 4.500 hướng dẫn viên du lịch, hàng chục nghìn lao động trong lĩnh vực du lịch. Theo kết quả khảo sát năm 2020 và đầu năm 2021, hơn 50% số doanh nghiệp trên địa bàn đã phải cắt giảm lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, chính sách hỗ trợ cho người lao động của chính phủ nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, rất cần thiết đối với lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch. Hiện tại thì hội hướng dẫn viên đã hỗ trợ được 6 đợt và với số lượng là hơn 1.200 người. Và trong đó tính tới thời điểm này thì có 790 hồ sơ đã được duyệt và dự kiến trong tuần này hoặc đầu tuần tới thì các cái người lao động này sẽ được tiếp cận với sẽ được giải ngân các cái chính sách hỗ trợ này. Và một vài ngày đến thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai gói hỗ trợ cho người lao động có ký kết hợp đồng. Lực lượng lao động này chiếm một tỷ trọng rất là lớn. Và thông qua chính sách này thì cũng phần nào sẽ hỗ trợ được cho người lao động gặp khó khăn trong thời điểm hiện nay. Một chính sách được doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá rất cao trong nghị quyết 68, đó là chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Hiện Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng đã và đang triển khai hỗ trợ chính sách này với hơn 170.000 lao động đã được thụ hưởng. Bảo hiểm cho thành phố đã thực hiện thông báo và điều chỉnh giảm cái mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghiệp cho 9.128 doanh nghiệp trên 170.000 lao động. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đã xác nhận cho gần 9.000 đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở Ủy ban Nhân dân các cấp phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động mất việc, cho vay, trả lương ngừng việc, cho vay phục hồi sản xuất. Hiện đã có 5 doanh nghiệp tiếp cận được gói vay không lãi suất tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố. Trong cái thời gian giãn cách xã hội này thì đề nghị khách hàng gửi hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công hoặc là gửi hồ sơ thông qua địa chỉ email của cán bộ để mà tiếp nhận cái hồ sơ trên cơ sở đó là thẩm định hồ sơ và phê duyệt cho vay và đảm bảo theo đúng quy định. Nghị quyết số 68 và quyết định số 23 cho thấy sự thiết thực phù hợp với yêu cầu hiện nay. Các chính sách đã nhận được sự đồng tình của toàn xã hội, đi đúng nguyện vọng của người dân. Hy vọng tinh thần nghị quyết số 68 của chính phủ sẽ tiếp tục được thể hiện thông qua sự thông toán, giảm bớt tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa để người lao động, chủ sử dụng lao động tiếp cận chính sách.